Chào quý vị và các bạn, thì trên màn hình quý vị và các bạn là ba mẫu máy xay thịt, xay giò, xay riềng, xả ớt đa năng mà hiện nay chúng tôi đang phân phối và bán trên thị trường. Thì đây là ba cái dòng khá là tiêu biểu nhé, và chúng ta có thể sử dụng ở các hộ gia đình chúng ta cũng như chúng ta có thể kinh doanh được. Thì hôm nay em mới giới thiệu là mẫu 1100W. Mẫu 1100W là sẽ có ba cái mẫu nhé, để đó quý vị dễ dàng lựa chọn hơn tùy vào nhu cầu chúng ta mà lựa chọn cái máy hợp lý. Đầu tiên em giới thiệu với quý vị và các bạn là mẫu xay thịt, mẫu là sẽ tháo được cả lồi cũng là sẽ tháo được cả da. Đầu tiên nó sẽ là tháo được những con dao này, nó có một chục bên trong, tháo được con dao và cần đánh ruốc, nó có chục như vậy. Còn khi mà chúng ta muốn vệ sinh nồi cũng lấy thành phẩm ra, chúng ta sẽ nhấc ra rất chia tiện lợi nhé. Chúng ta có thể là mỗi một loại thực phẩm chúng ta có thể xay một lồi này. Nó chỉ là hai, chỉ là tiện lợi, dễ dàng vệ sinh, và chúng ta phải mang đi mọi nơi chúng ta xử lý được cái thành phẩm cũng như là chúng ta có thể vệ sinh đồ dễ dàng. Các bạn cũng cực kỳ đơn giản nhé. Bên dưới sẽ có một cái chốt rồi, chúng ta theo đúng vị trí này chúng ta đóng xuống thôi, chắc vào cho em là được. Dao là cần đánh giúp này, rất chỉ là chắc chắn. Đối với mẫu này chỉ sử dụng lưỡi dao hai cánh thôi, sẽ không sử dụng nhiều dao được, nhiều dao quá rất chỉ là bí nhé, sẽ khó sử dụng. Và mẫu 1100W này sẽ là đường kính nồi, sẽ sử dụng cái lồi đường kính 22 cm, bề ngang nó tầm 22 cm, và chiều sâu thì chỉ tầm khoảng 12, xay tối đa lên tới tầm khoảng 1,5 kg thịt tôm, cua, cá, rau củ quả, đại hành, xả ớt. Thì đối với chiếc mẫu này sẽ sử dụng motor của nó sẽ là 100% dây đồng, cam kết chính hãng của quý vị nhé. Và dưới cái phần motor này sẽ có cái chiếc quạt áp mắc giúp máy ta hoạt động êm ái trong quá trình chúng ta sử dụng nhé. Công tắc ven sườn này rất dễ dàng mà tắt bật nhé, chân khung cực kỳ chắc chắn này, và dưới chân sẽ có bốn cái cao su giúp máy chống rung chống lắc. Chiếc máy này bê cả máy này rất tiện lợi. Và cái lắp vung của nó sẽ lắp vung bằng kính để chúng ta có thể nhìn thấy các thành phẩm nó đang xay nó như thế nào, ok hay chưa. Chúng ta sẽ dừng và tắt máy đi. Tắt máy sẽ sử dụng điện 220V. Ngoài ra thì khi mà quý vị có cái nhu cầu sử dụng điện 110 muốn đi nước ngoài thì bên cũng có lắp đặt cho quý vị các bạn được. Tiếp đến thì em giới thiệu cho quý vị và các bạn cái mẫu bên cạnh là mẫu 1100W, nhưng mà sẽ là cơ cấu sẽ khác một chút, đó là sẽ là hộp, thân là hộp, hộp chữ A này, tay đổ này, mỗi loại sẽ có gặp có tay đổ. Và đối với mẫu này nó sẽ không tháo được lồi nhé, nó chỉ để tháo được cái dao thôi. Cơ chụp khi mà nó xay quý vị an tâm thì sẽ không thể nào băng được con dao ra ngoài nhé, thì bên trong sẽ có một cái cá ngang rồi, khi xay nó sẽ mắc cá rồi. Quý vị an tâm đây, tôi chế độ này cực kỳ đơn giản, không có gì. Quý vị xem này, mỗi máy nó sẽ cơ cấu nó khác nhau một chút, công tắc thì vẫn như vậy thôi, đèn sửa tắt bật đơn giản. Và khi mà quý vị mà chuyên về cái mảng mà xay mộc ấy, hay là chúng ta xay giò ấy, thì chúng ta hãy sang cái mẫu bên cạnh nhá. Thì cái mẫu này tại sao nó chuyên về xay mộc xay giò, nó có thể làm liệu được tất cả các xay khác như kiểu xay tôm, cua, cá, rau củ quả như kia. Nó chuyên về xay giò bởi vì nó có cái bao đá này giúp thì chúng ta làm giò chúng ta làm sẽ ngon thôi. Bao đá thì chúng ta sẽ đổ tầm khoảng 3/4 rồi thôi, chúng ta đổ cả nước cả đá nhé để làm mát cái bầu này. Về phần cơ cấu thì nó vẫn là lưỡi dao và cái cần giúp nhấc thẳng này để chúng ta tiện lợi khi chúng ta tháo và lắp vào này. Để chúng ta ví dụ như các cô các bác nhà người có tuổi rồi ấy, lắp đặt con dao dễ dàng hơn con dao xoáy gen ngày xưa. Còn mai thì chỉ xay tầm tối đa tầm khoảng 1,5 kg, nhưng mà chúng ta lên xay tầm khoảng cân hơn cân một chút thôi. Như vậy thì một mảnh giò một cân với cả máy sẽ khỏe hơn, hoạt động tầm khoảng 70-80% công suất thôi, tránh hợp quý vị xay nhiều quá dẫn tới máy hoạt động không được bền bỉ về sau. Tầm xay giò có bao đá thì nó sẽ có cái van xả đá bên cạnh nhé. Đây, van xả đá, và nó sẽ có những cái lắp van xả đá này khi chúng ta mà đấy ta sẽ lắp vào. Còn khi chúng ta mà muốn tháo lúc đá thì chúng ta tháo ra ngoài thôi. Chiếc máy xay
qua 3 mẫu thì trên đây báo giá luôn hai cái mẫu xay đơn giản này sẽ là 2,1 triệu và mẫu chuyên xay giò là 2,5 triệu. Thì mọi thông tin đặt hàng quý vị liên hệ cho em theo số điện thoại ghi trên màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi video của em.